Xin chào các bạn, mình là Thảo Phương. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ đưa cái nhìn tổng quan về thiết kế nội thất văn phòng. Bạn có bao giờ thắc mắc rằng một văn phòng được thiết kế đẹp mắt và hợp lý sẽ mang lại những lợi ích gì cho nhân viên và doanh nghiệp hay không? Nếu có, thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Khái niệm cơ bản về thiết kế nội thất văn phòng. Thiết kế nội thất văn phòng là quá trình sắp xếp, bố trí không gian và đồ nội thất trong văn phòng sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng, đảm bảo tính thẩm mỹ và công năng. Nói một cách đơn giản, thiết kế nội thất văn phòng là việc tạo ra một không gian làm việc thoải mái, hiệu quả và phù hợp với văn hóa của doanh nghiệp. Các xu hướng thiết kế nội thất văn phòng mới nhất 2023. Hiện nay, có rất nhiều xu hướng thiết kế nội thất văn phòng mới nổi, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp. Một số xu hướng nổi bật có thể kể đến như. Một thiết kế văn phòng mở, đây là xu hướng thiết kế văn phòng đang được ưa chuộng hiện nay. Với thiết kế này, các không gian làm việc được kết nối với nhau, tạo nên sự gần gũi gắn kết giữa các nhân viên. Hai thiết kế văn phòng xanh, xu hướng thiết kế văn phòng sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, kết hợp với cây xanh để tạo nên không gian làm việc trong lành, thoáng mát. Ba thiết kế văn phòng thông minh, xu hướng thiết kế văn phòng sử dụng các công nghệ tiên tiến để tối ưu hóa không gian và nâng cao hiệu quả làm việc. Ngoài ra, còn có một số xu hướng khác như thiết kế văn phòng theo phong cách công nghiệp, sử dụng các vật liệu thô mộc, kết hợp với màu sắc tối để tạo nên không gian cá tính, độc đáo. Thiết kế văn phòng theo phong cách cổ điển, sử dụng các vật liệu cao cấp, kết hợp với đồ nội thất tinh xảo để tạo nên không gian sang trọng, đẳng cấp. Thiết kế văn phòng theo phong cách hiện đại, sử dụng các vật liệu và đồ nội thất đơn giản, gọn gàng để tạo nên không gian tinh tế, tiện nghi. Một số mẹo thiết kế nội thất văn phòng hiệu quả. Để thiết kế nội thất văn phòng hiệu quả, bạn cần lưu ý một số mẹo sau. Xác định nhu cầu sử dụng, trước khi bắt đầu thiết kế, bạn cần xác định rõ nhu cầu sử dụng của văn phòng bao gồm số lượng nhân viên, loại hình công việc, văn hóa công ty. Lựa chọn phong cách thiết kế phù hợp, có rất nhiều phong cách thiết kế văn phòng khác nhau, bạn cần lựa chọn phong cách phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp. Tận dụng ánh sáng tự nhiên, ánh sáng tự nhiên rất quan trọng đối với sức khỏe và tinh thần của nhân viên. Bạn nên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên để mang lại không gian làm việc tươi sáng, tràn đầy năng lượng. Sử dụng màu sắc hài hòa, màu sắc có tác động lớn đến tâm trạng và cảm xúc của con người bạn nên sử dụng màu sắc hài hòa để tạo nên không gian làm việc thoải mái dễ chịu trang trí nội thất phù hợp trang trí nội thất là một cách hiệu quả để tạo điểm nhấn cho văn phòng bạn nên lựa chọn đồ trang trí phù hợp với phong cách thiết kế và không gian văn phòng ngoài ra bạn cũng cần lưu ý một số vấn đề khác như bố trí không gian khoa học không gian văn phòng cần được bố trí khoa học thuận tiện cho việc di chuyển và làm việc chọn đồ nội thất phù hợp đồ nội thất cần đảm bảo tính thẩm mỹ công năng và phù hợp với không gian văn phòng. Tính toán chi phí hợp lý, chi phí thiết kế nội thất văn phòng là một yếu tố cần được cân nhắc. Bạn nên lên kế hoạch chi tiết và lựa chọn đơn vị thiết kế uy tín để đảm bảo chất lượng và tiết kiệm chi phí. Vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu qua về thiết kế nội thất văn phòng. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn có thêm kiến thức và kinh nghiệm để thiết kế văn phòng hiệu quả. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới video này nhé. Mình sẽ giải đáp cho bạn trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.